À, mình lấy đây, mình lấy bắn nó đây. Lên bắn nó được. Nó không lên được đâu, nó không lên được đâu. Lên bắn nó, lên bắn nó. Lên bắn nó đây. Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Em bảo mọi người đừng đấy, mọi người đừng là làm gì được hết. Ai cạnh có rồi. Sao là một, còn đó là một người sau lưng, hai mươi mấy điểm máu của hai người chịu sa bầu. Năm một chơi, năm một hai. Cạnh một có rồi vậy. Con chuột hết, con chuột hết ăn năm hết đau lắm rồi. Có một liên rồi. Đội đó rồi. Năm một sao? Còn trong trước mặt còn nữa, kế phải cho em đi. Ở cái ụ trước mặt còn nữa anh Vịt nữa. Một đằng ngoài Vịt thứ chân nữa. Anh Vịt lao sát thứ chân em rồi. Thứ chân em rồi nhá. Rồi, chân một em rồi. La thằng mới. Năm, bảo bác Vịt đứng chung với em nè. Đứng được. Anh cây gờ đừng cho lên bắn em được à. Nó mò bên trái em được. Đấy, ra cây cùng 7. Em xin nhìn nó hai đang lẻ đó. Còn em nhìn nó hàng lại đó, không phải lo đâu. Em hết mốc. Đấy đẹp. Còn phải nhá. Chết một lẻ nó còn đang dưới chân không? Hiếu, anh bảo 441. Hiếu cái phải cho anh. Rồi. Em đẹp mà có em rất là đẹp nữa. Nó đứng dưới cái lên được không nhỉ? Còn đứng đây đâu. Ê, bạn phải đây. Một số 4 tất cả là mấy tất đá. Tớ vừa ở đấy. Biết. Anh cứ kê trên em kê dưới đó. Ê, có thể còn nhiều lẻ ấy. Không, còn một mau ghi thôi. Đâu anh? Chăm em à? Đây á. Không phải đâu. Thử trái chứ thử phải. Phải. Cho nó đổ hết đi, nó xấu lắm. Kệ đang mau ghi nhá. Cứ kệ mau ghi đi, không phải lo mau ghi vội. Để em xem nó bắt được là mau ghi. Đấy không thấy. Để đẩy lên cơ. Trải smoke này, tạo những cái backup ảo này. Có tự đá chấm anh ạ. Xa. Đeo phải rồi. Không móc được. Năm mươi lửa lên đầu mình luôn nhá. Lửa flash lên đầu mình nhá. Trái rồi cơ. Em hết đồ rồi. Quét, nó quét bên kia gì đây. Đủ bốn năm bên trái rồi. Quay cầu flash không? Nếu cầu flash vào smoke. Còn thằng trước mặt rồi đó, trên G rồi. Hiểu. Đủ anh ơi, đủ đấy rồi. Ngay trên đầu mình luôn này. Em đồ ấy. Em dính flash nhá, từ. Xuống năm. Khởi năm em, khởi trên đầu. Hai cái tên này dễ stand đi vào đối đầu với cả Xtadium của Đức, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Chơi Ken đã check khá kỹ khi phát hiện ra số lượng người chơi còn lại là 9 Lên bắn nó. Nhảy xuống. Một đường chơi chân, nhiều lắm rồi,
Yếu lắm rồi. Rafa có đâu một người thì chưa được hiểu cũng như là làm. Ai? Rồi ơi, thằng Duy kia à? Anh ơi. Ai? 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 Duy phải kia nào?